con. Ôi giời ơi, để con chim đây con rắn không ăn này. Ôi giời ghê thế nhở. Ôi giời. Nó ăn chim ăn chim. Sao? Cứ thở hai chim chọi nhau hóa ra là con rắn. Ôi giời. Chờ nào. Ôi giời sao vậy? Con rắn gì đây? Ôi con chim chết rồi. Chim chết rồi sao ấy? Ôi giời ơi, bị cắn vào đâu ấy nhỉ? Cắn vào đầu rồi. Chắc không chết được nhỉ? Không có chết đâu, mà cái cắn vào đầu con lông còn đầy hết này. Cái lông còn dính đầy hết kìa. Con chim đặt treo trên cây bị con rắn nó xuống ăn. Lá lốt, lấy được chặt chân con chim. Ê. Chỉ nó là hỏng con chim rồi. Cứ tưởng hai chim chọi nhau đấy phải. Bây giờ con này cắn vào lưng rồi ạ. Vào đầu á? Vào đoạn lưng kìa. Con này cắn vào lưng rồi. Thân là nhờ. Thương con chim nhờ. Đang treo ở trên cây như này. Rán ở đâu mà lên nhỉ? Không biết ở đâu mà đi lên. Bây giờ Trường hợp là gà năm có một đấy. Này mà nó không sợ đâu. Nó chết xuống bò lên đi. Không để ý là đi rồi. Về rắn tổng có về kia còn rắn giáo. Giáo là một con chim này. Còn lông đầy hết mồm. Trường hợp này chưa chim nghìn năm có một. Ăn con nào? Ăn con chim kìa. Chim treo cây. Chim treo cây. Rắn gì? Giáo. Chờ chim vào xem. Mày ăn chim. Bổ mang này, đứt con chim. Ôi giời. Cắn lông luôn à? Bổ mang. Cắn vào đầu à? Cắn vào luôn á. Cắn vào đầu. Có ai quay được bạn thấy không? Anh có phí ra bác ấy giờ nhà chưa được chim được xem được. Đâu con chim đang treo. Nhưng con chim treo ở cây kia đấy. Nó lườn vào lông mà. Nó lườn, nó chui vào lông nó ăn luôn. Chuẩn bị nải luôn à? Đây các bạn, những lồng chim treo cây mà con rắn con bò lên. Bao nhiêu lồng chim đây là để ý đấy. Không thôi là đấy. Bao nhiêu lồng chim ở trên này là để ý. Không là rắn nó xuống nó đi luôn. Chim đâu rồi? Mau. Sao nó chui ở đây được nhỉ, con rắn đây? Chui được. Sao được, cái rắn nó mềm, cái lỗ này quá nhỏ, quá to ấy. Con rắn nó mềm. May có chim không sao mà vào được. Không, con này là phân rồi đấy, Nó cắn vào lần này thôi. Đến giờ này nó còn đứng như này, sợ gì? Chưa non lên thì không sợ đâu. May mắn đấy. Sợ con nào nó hoảng sợ. May là còn có người thấy đấy, không mà. Không, con rắn giáo này là không có độc. Mà răng nó không nhọn, nếu răng nhọn nó đi rồi. Kẻ độc hay không độc nhưng mà con chim của mình nó hỏng chim rồi. Đấy, đây là con rắn, con chim vừa bị con rắn, con kia là con rắn giáo nhỉ? Vừa bị con rắn giáo nó xử lý nhưng mà may mắn quá là không sao này. Đấy, vẫn còn nguyên. Bị chơi một phát vào lông kìa. May phát hiện kịp không rồi là con này là xong rồi. Số mày rất là may. Đấy, cái lông ấy, cái lông chơi phát đầu ấy, à lưng ấy nhỉ. Cái lông vẫn còn dính ở trên lưng kìa. May đấy, chưa chảy máu đâu. Làm phát vào lưng nó vơ nhỉ, chú Dung nhỉ. Chắc chắn rồi, con này không phát hiện ra là chết ngay. Thôi con này số vẫn là may lắm. Số con này rất may. Đấy, thì cắn phát vào lưng kìa các bạn nhỉ, nhưng không sao. May mắn là không sao. Rồi, con này khả năng con này sống rất là lâu. Con này số nó